Lượng nước dự trữ của hồ chứa nước Đức Cơ Đài Trung chỉ còn khoảng 6%. Khó khăn lắm, tới nay trời mới đổ mưa, nhưng lưu lượng nước vẫn không đủ. Tuy nhiên thì những nhà vườn trên núi Lê Sơn vô cùng mừng rỡ, bởi vì thời điểm hiện tại cây trà đang đâm chồi, cây ăn quả cũng bắt đầu thời kỳ nở hoa kết trái. Mưa rơi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều suốt 12 tiếng đồng hồ không ngớt. Người nông dân cho biết lúc này thì chẳng khác gì bắt được vàng, rất có lợi cho các loại cây trồng. Ông La Tiến Ngọc, nông dân trồng cây ăn quả tại khu vực núi Lê Sơn cho biết, vì đúng vào dịp cây ăn quả đang ra hoa, cây trà cũng đang đâm chồi. đợt mưa này là vô cùng quan trọng đối với các loại cây trồng. Mưa tưới cho vườn quả đang khát nước, nước mưa cũng chảy vào hồ chứa nước Đức Cơ. Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Quản lý Hồ chứa nước Đức Cơ, Lâm Nhật Sinh cho biết, lượng nước dự trữ của hồ Đức Cơ không tăng, hiện đang tích cực liên lạc với Sở Thủy Lợi để tiến hành làm mưa nhân tạo. Sở thủy lợi đã đặt thiết bị làm mưa nhân tạo ở khu vực đập chứa nước Cốc Quan và Thiên Luân, đợi điều kiện thời tiết cho phép sẽ lập tức triển khai, bởi vì lượng mưa của hồ chứa nước Đức Cơ chỉ còn 6% muốn tăng lượng nước phải tranh thủ ngay lúc này.